Shop nhao.vn Acli Quân giá rẻ chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. I hi Lucy. Ok, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng bé Alice bé thật kèo của Liên Quân Mobile. Ok con dê. Hôm nay theo mình có vị tướng du béo đi rừng các bạn ạ. Ui dồi ôi, anh ấy mạnh mẽ quá, vác du béo đi rừng luôn cho báo lửa. Lấy IG cái gì vậy? Mình chả biết vậy, chắc gì đấy. Bảy rồi. Mình biết ngay mà. Chúng nó ăn mạng của vị tướng gọi là pháp sư ta mình là chúng nó thế méo nào không thò qua tới đây cơ mà. Mình biết ngay là mình phải đứng mình canh chứ. Các bạn đúng không? Thế mình giỏi không? Quá là giỏi luôn. Tính toán như một vị thần luôn đấy. Sao căng? Làm gì đâu mà căng? Hả đúng không các bạn? Làm gì đâu mà căng? Căng thẳng làm cái gì cơ chứ? Ôi giời, ôi giời, choáng loài mồm nè. Chơi đấy anh ơi. Chơi nó. Quýnh nó. Làm sao phải ngại nhỉ? Bắn nó luôn. Đúng rồi, rước mạnh mẽ. Cái con gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Ui. Thanh niên. Ui giời. Đấy con Gret nó vào và cướp bùa. Nó vào nó cướp bùa. Quýnh nó. Quýnh bỏ vào luôn. Có cấp cứu ở đây bạn ơi. Lau đi em muối lửa lắc mông đi bạn ơi. Cấp cứu nè. Nè chiều hay lắm. Úi giời ơi. Nó bị mình đóng băng rồi. Nó bị mình đóng băng rồi. Chơi nó đi anh ơi. Chơi nó. Chơi nó. Cố lên. Cố lên Violet. Bắn vào mông. Thương một ma đá vào người nó. Đúng rồi. Tóc biến rất đẹp. Choáng loài mồm luôn nè. Rồi. Ồ ồ ồ. Rồi choáng mình ăn luôn à. Ồ vãi cả lúa à. Không thể tin được. Chắc là mình lo tay cái hàng của vị tướng Violet luôn rồi. Thôi xong. Lại ngon lành cành đào quá. Cái pha đấy mình không cố tình cay các bạn ạ. Nhưng mà mình muốn giữ chân cái con gọi là eo su nó lại. Nhưng mà ai ngờ đâu. Cái đam của mình nó lớn quá. Nó to như cái bánh xe bò luôn. Chỉ huyết con cua luôn các bạn ơi. Ngon lành cành đào. Hy vọng trận này team mình nó sẽ phế các bạn. Phế để làm gì các bạn biết không? Để mình sẽ thể hiện cái tài năng bét lật kèo của vị tướng Alice cho tất cả các bạn cùng xem nha. Trước đây thì Alice có một thời gian nó bị cấm các bạn ạ. Tại vì nó quá mạnh. Xong rồi bây giờ nó bị giảm sức mạnh rồi, đâm ra thì nó cũng không còn quá mạnh so với ngày xưa nữa. Nhưng mà cũng rất là bá đạo luôn. Mày xảo xảo này, choáng rất đẹp đến từ Alice các bạn ơi. Ăn rồng, ăn rồng, ăn rồng. Đúng rồi, hay lắm. Rồi, ai về nhà lấy, dừng ai người đây ăn đi ha. Quái ai người đây farm. Ô, lên nhẫn à. Trận này thì mình phải lên lệnh bài không thần chứ lên nhẫn làm cái gì đúng không. Lệnh bài không thần mà quẩy thế các bạn ơi. Mình đặc biệt rất là hiếm khi lên nhẫn. Mình thích lên lệnh bài không thần cơ. Các bạn biết tại sao không? Tại vì khi mà lên cái lệnh bài không thần ấy, nó có bát nó có lợi hơn là cái nhẫn. Tại vì khi mà cái nhẫn ấy, các bạn phải gặp mấy con quy len các bạn mới bật được. Chứ nhiều lúc các bạn bật nhẫn và cái đồng không mông quạnh nó chả có tác dụng gì hết trơn. Nhưng mà lệnh bài không thần khi vào có bát ấy là các bạn thằng nào cứ ít máu là mình bấm một cái nó dồn hết vào cho cái thằng ít máu thôi. Đấy, nó lợi thế ở chỗ đấy đấy các bạn ạ. Chứ còn nếu mà gặp ngộ không hay Elsu thì các bạn lên nhẫn phong thần cũng chả thua cho lắm đâu. Tại vì với vị tướng Elsu các bạn chỉ cần bật chiêu cuối hoặc là bật chiêu một ra một cái là nó hiện cái hồn của nó lên liền. Oanh cho nó bỏ vợ luôn. Má thằng ốc chó mít. Ủa, sao bạn lại căng thế? Sao bạn lại chửi đồng đội căng thế? Bình tĩnh thôi anh ơi. Chuyện đâu còn có đó. Đó, thế mình bắt đầu phế đấy các bạn. Thấy chưa? Thấy chưa? Những gì mà mình mong muốn nó bắt đầu thành hiện thực rồi đấy. Ngon lành cành đào, ngon lành cành đào rồi đấy. Ô, ngu còn sủa. Ôi vãi cả lúa. Vâng, rất là gắt luôn. Ê ê ê ê. Uầy, uầy, ổn, né hết. Né choáng ngay. Trong ăn cho mày luôn trong đó nè. Xấu xạo áo bưởi. Trời, nó đứng trong đó một lùi luôn đấy các bạn. Nó đứng ở trong cái bụi đó một lùi luôn là chuẩn bị này. Hãy xem ta đây. Anh em đâu? Choáng nè. Chạy đi. Thế bạn chạy đi. Ồ, nó đứng một lùi luôn mà. Mình nói đâu có sai. Ủa sao Violet sao chạy lên đây vậy? Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Đừng có sợ. Mình đứng đây mình che che. Trời. Trời, trời anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh anh ơi. Tha cho bé Alice đi. Sao anh chơi xấu thế? Và hiện tại thì vị tướng Revit tay mình bạn ấy chửi khá là gắt. Úi dồi ôi. Chửi khá là gắt vị tướng Laurie. Nhưng mà mình thấy là cứ từ từ rồi khoai cũng nhừ. Chuyện đâu còn có đó các bạn. Cứ yên tâm. Việc gì khó là cứ để em về quá đây lo nha. Ôm chớ. Lại không ôm. Đấy làm sao được. Ôm đi farm cái hả? Ok con dê anh ơi. Anh ơi anh cứ farm từ từ đây anh ơi. Các bạn biết rồi đấy, cái con du béo thì lúc đầu nó cũng khá là yếu. Đi rừng khá là yếu. Thật sự luôn, cuối trận thì nó lại bá đạo. Nó kết hợp với cả mình thì nói chung là cuối trận là cái nhảy phát nào là sướng phát đấy. Cộng thêm Violet nó bắn bù bù phát thì ui giời ước gì thích đấu à.
vãi cả ước gì thích đấu. Đừng xá. Đóng băng nè. Rồi đóng băng chúng rồi. Chơi nó đi cậu ơi. Chơi nó lướt qua bức tường. Đúng rồi. Hay quá. Vì tôi đưa cho bạn bật cái chiêu cuối khá là đẹp mắt. Nhưng mà rất tiếc không ăn thua. Này thì xảo xảo này, múa đi bạn. Múa đi lắc mông đi. Chuẩn bị có chiêu cuối nè. Hãy xem ta đây. Đóng băng rất đẹp đến từ vị tướng Alin. Tiếp theo là vị tướng Kret. Kret ơi đứng lại đây. Choáng nè. Chơi nó đi. Không chơi à? Ui rồi, mình đứng mình tanh trụ cho bạn đó, bạn không dám chơi á? Bạn yếu đuối mỏng manh thế. Thế kệ không sao, ăn được hai mạng vậy là cũng ngon rồi. Cái pha đấy mình đóng băng rồi, gọi là không phải bật đóng băng mà bật chú cuối đẹp các bạn nhỉ. Ui ôi đẹp thế. Đẹp không chịu được. Giời ơi, ngon lành cành đào. Ủa ra phi chết quéo con cua luôn, 1-3 rồi kìa. Ôi rồi. Thôi xong, mất trụ đừng chê luôn rồi. Trận này căng à. Hấp dẫn. Phế vậy nó mới hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái trượng băng nha các bạn. Các bạn phải lên trượng băng. Các bạn biết lên trượng băng để làm gì không? Các bạn lên trượng băng ấy để cho gọi là nó làm chậm. Nó cũng coi như là mình nó có cái nội tại ấy. Ủa oanh sướng lắm. Cho cũng như là mình có thể lên một tí phép gì đấy. Đôi lúc mình dở cái trò gọi là húng lên. Úi giời. Đóng băng này. Né này. Ôi, đóng băng. Yo. Né này. Úi giời ơi. Rồi xong bạn ấy được về rồi. Refit chết của mông thông của má đá vào người nó. Hư nè. Ôi rồi. Đam của mình bé tí như con kiến thế mà ăn được vị tướng còn điều thuyền trong bạn kìa. Jenna, hello baby. Sậu xạo là mình quánh cho luôn à. Giờ đây. Anh em đâu? Chơi nó đây anh em ơi. Quấy lên các bạn ơi. Thằng Elsu này. À điều thuyền tới rồi kìa. Đừng sợ. Bật cái chiêu cuối ra đây cho nó máu lửa này. Chơi nó đi anh em. Chơi nó. Ây da. Sao bạn Elsu bắn đau dữ vậy? Đóng băng lòi mồm này chứ bắn này. Ây da, đau nha. Bình tĩnh anh ơi. Có gì từ từ nói với nhau anh ơi. Không lên. Ui hổ lau đi à. Trời nó đúng một nùi như vậy luôn mà bạn vẫn lao đầu ra ngoài được á. Thế thì mình chịu bạn rồi. Đánh ôm trụ tí chứ. Sao mà phải căng thẳng như thế nhở? Khó rồi. Có cấp cứu ở đây này. Có cấp gọi là lệnh bài phong thần ở đây luôn này. Có tất cả mọi thứ này. Bật chấm cứu cho các bạn gọi là Zephyr chạy về cũng như là giúp cho đồng đội mình nó nhiều máu hơn một chút. Nó đứng ở trong cái bụi ấy. Cẩn thận như Violet. À đủ. Cũng biết là hả bạn cũng tỉnh gớm ha. Này thì xảo này. Chơi nó anh ơi. Quýnh nó đi mấy cậu ơi. Để mình ăn máu cho. Các bạn ăn máu làm gì. Mình ăn máu mình bút bùa cho chứ. Choáng lòi mồm luôn. Sexy lady baby luôn. Ủa rồi, nhìn cái mặt của nó lừ nó vào. Không có lính thì làm gì nhau. Anh muốn làm gì tôi, không có lính, anh muốn làm cái gì tôi. Ôi. Vai cả điều thuyền à, nó bật cái chiêu cuối đẹp thế nhờ. Mình không thấy cái chiêu đóng băng của nó luôn đấy các bạn. Tự dưng mình thấy bụp, tự dưng chết nhảm ruồi. Có biết cái gì đâu. Rồi Lauria 1-6 luôn. Rapid thì 1-4 luôn. Càng quá. Óc chó, phế vật. What? Ủa bạn nói ai phế vật vậy? Bạn nói ai thế? Trời chứ mình thấy bạn phế lắm luôn á. Trời ơi, rank cao thủ mà các bạn đánh thế này thì chết tôi rồi. Các bạn đánh thế này thì chết tôi rồi. Nhưng mà không sao, yên tâm. Mình còn đang mong cho team nó phế. Tí lật kèo cho các bạn xem cho nó phê đây nữa. Đúng không? Chơi nó nè. Đóng băng lòi mồm này bác. Đúng rồi. Ui dồi ôi, Violet bắn hay quá. Mày nhìn kỹ sẽ thấy con óc chó. Ui, càng thế. Bạn cứ ganh hẳn quá làm gì nhờ. Cứ từ từ. Con rời. Dám đặt con mắt ở đây à. Láo nháo nhờ. Ra đây, Yena cho tới. Ê, Yena ơi. Lên. Ôi, anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh anh ơi, anh mà lao vào em là chích ngoài anh đó. Ok, Jenna đã bị hạ gục rồi. Tiếp theo là điêu thuyền đây nè các bạn ơi. Đóng băng được điêu thuyền thành công rồi kìa. Các bạn ơi, chạy đi bạn ơi. Có cấp cứu nè. Bạn thích mua thì mình lúa, mà bạn không thích mua thì thôi. Chứ bây giờ mình không thể giúp được nữa rồi. Mình hết máu, mình chả làm được cái gì nữa. Giúp bạn nữa bạn ơi. Xin lỗi bạn nha. Mày lao vào đây hả, Dụ Vân. Vô đây, có do này vô đây. Có bật chú cuối loài mồm trận xạo hả? Láo nháo hả? Bớt nhây nha. Nhây với chúng tớ là không được đâu nha. Bạn phải lên nhớ một điều là mình hơi bị máu lửa đấy ạ. Từ từ thôi, bình tĩnh thôi. Các
các bạn đang xem clip của mình nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nhá. Cho mình xin một lượt đăng ký đi các bạn ơi. Trận đấu này đang vô cùng căng thẳng và hấp dẫn này các bạn ơi. Từ từ thôi. Alice tới đây. Bình tĩnh. Violet cứ bình tĩnh. Bạn cứ bình tĩnh thôi. Không việc gì phải căng thẳng cả. Tại vì hiện tại tem bạn nó đang hơn mình trụ này. Thứ hai là hơn mình mạng này. Tiền tem bạn cũng hơn tem mình thế này. Hơi khó cho tem mình nếu mà gọi là quánh phát này. Nhưng mà bây giờ nói chung là tem mình đi cùng nhau là ok con dê các bạn. Chỉ cần đi cùng đến giờ phút thời điểm gọi là hiện tại bây giờ là đi cùng nhau là ok ngay luôn đấy. À đủ. Thằng Elsu kia nó bắn đau dữ vậy. Đau dữ vậy man. Trời đầu không xanh. Ăn dòng. Ủa ơi, Du Béo đập đầu ghê vậy. Mày ăn rồng nè, bắn nó Violet. Quý nó đi. Ôi giời ơi, bắn nó mông nó. Mông nó, thôi đi về. Violet ơi, về bạn ơi. Ui giời, Violet làm gì đấy. Rồi xong, ham hố lạnh bài phong thần này bạn ơi. Thôi đi về. Nhanh, còn kịp. Wow, trời ơi, máu ở đông dữ. Chết. Thôi xong rồi, hết đường về rồi cậu ơi. Biết được bạn bây giờ. Ai ơi, ai thả ra. Trời ơi, chúng nó bao vây đủ đường các bạn. Trên đường dưới và đường giữa luôn. Ôi, vỡ mồm cái trái sương. Căng quá căng và căng thẳng luôn. Thiệt là kinh dị quá đi tôi. Capuvu, căng thẳng quá Capuvu. Nếu các bạn yêu thích clip của mình thì đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký kênh và một lượt like nhá. Hiện tại thì mình thấy là tem mình là giết được có 13 mạng và chết tới 21 luôn rồi. Đây sẽ là một cái fan solo giữa anh Zephyr. Và anh Zephyr đang bật cái chiêu 2, anh ta chích cái chiêu 1. Yana tem bạn cũng đang rất máu lửa. Bây giờ anh ta lao vào bật cái chiêu 2 từ Zephyr. Yana đang bổ. Và bổ một cái vào mông thông, một cái vào má đá, một cái vào người. Zephyr nằm xuống bởi bàn tay của vị tướng Elsu đứng đằng sau bắn lén rất là đáng sợ. Và rất là biến thái. Zephyr phế vãi trường luôn. 25. Laurea thì 17. Ui ôi các bạn ơi. Các bạn đừng có làm mình vui mà. Thôi đi về. Rồi xong tem nó ăn thần luôn rồi. Đi chung. Nghe bây giờ đi chung đi lẻ một cái bây giờ nó thua luôn đấy. Thật sự đây sẽ là một cái pha gọi là combat khá là căng thẳng. Nhưng mà không sao. Mình với cả là Violet có thể nói là dead trụ chắc chắn sẽ thành công. Tại vì hai con này tay dài. Cái gì vậy? Đừng có sợ. Chiêu cuối tung ra. Quăng cái chiêu một choáng rất đẹp ba bốn người luôn. Đừng có sợ. Chơi đi, choáng rồi nè. Ủa choáng đẹp quá các bạn ơi. Có cấp cứu ở đây, có lệnh bài phong thần ở đây các bạn ơi. Thoải mái quẩy đi bạn ơi. Quẩy vào mông thương của ma đá vào người. Bốn người các bạn đã nằm xuống, thêm mình là hiện tại đã gồm được 4 người luôn rồi. Rất đẹp mắt đến từ vị tướng Alice. Bật cái chiêu cuối, chiêu 1 quá hay, choáng lòi mồm luôn. Mình sẽ tấn công cái con rơi này. Con rơi chỉ là con tem thôi, tem bạn ăn được cái con tần thần nhưng mà không có lợi thế các bạn ạ. Tại vì tem bạn combat vào đấy là quá lỗi luôn. Mình không phải là lỗi, tem bạn lỗi mà cho mình hay đấy các bạn. Trời ơi chưa? Các bạn thấy chưa? Thấy bé là kèo chưa? Ui sợ ơn đẳng cấp mà. Bé Alice mà. Có phải dạng vừa đâu. Choáng ơi kìa, quáng ơi kìa. Quăng ở chơi một, choáng hai người luôn. Rứt luôn, chết luôn. Rất tuyệt vời, tem mình đã dành một cái xoa gọi là pha gọi là đếm chú tâm bạn. Trời ơi thắng luôn cơ các bạn ạ. Ui dồi, đúng là một cái pha combat quá đỉnh. Người hay nhất vẫn là bé Alice. Yeah. Về quá các bạn ơi. Ok, hẹn gặp lại tất cả các bạn sau. Hẹn gặp lại tất cả các bạn. Nhớ đăng ký kênh mới làm của mình nha. Bye bye. Các bạn thấy pha combat vừa rồi mình tung chiêu đẹp không? Quá đẹp đúng không?